Đoàn công tác do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trương Văn Nọ làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Thạnh về tình hình tiến độ triển khai công tác thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc huyện quý 1 năm 2024. Trong 3 tháng đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện triển khai thực hiện công tác thi đua trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn năm 2024. Toàn huyện có 9 trên 13 đơn vị đại hội, còn lại 4 đơn vị sẽ đại hội đến ngày 9 tháng 4 2024 hoàn thành 100%. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trương Văn Nọ đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chuẩn bị kỹ khâu xây dựng văn kiện đại hội và các nội dung có liên quan, phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tập trung công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội các cấp.